Trong video được đăng tải trên Reuters, các binh sĩ Ukraine đang đi qua một khu vực nhiều cây cối, tiếp cận và kiểm tra một số hầm trú ẩn bị bỏ lại dọc theo tuyến phòng thủ của Nga. Các binh sĩ Ukraine sau đó tiến tới một hầm trú ẩn khác, nổ súng vào chốt chặn xung quanh. Reuters cho biết không thể xác minh chính xác địa điểm và thời gian quay video. Tuần trước, Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến được hơn 1 km gần Bakhmut. Tướng Oleksandr Siroki, tư lệnh lục quân Ukraine nêu rõ, quân đội nước này đang tiến về phía Bakhmut gần làng Klitschivka. Việc bảo vệ ngôi làng này sẽ giúp Ukraine giành lại thành phố Bakhmut, vốn bị lực lượng Nga kiểm soát vào tháng 5 năm 2023 sau thời gian dài giao tranh. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA của Nga trích dẫn một nguồn tin quân đội Nga cho biết các lực lượng của Moscow đã đẩy lùi cuộc tấn công vào Klitschivka và đang quét sạch các binh sĩ Ukraine còn lại trong khu vực.